Hello, hello! Xin chào mọi người! Chúng mình biết nhau đã lâu và đã bao giờ bạn băn khoăn rằng style chọn trang phục của Trang thế nào chưa nhỉ? Vậy thì hôm nay cùng đổi gió một chút với video về quần áo nhé! Biết đâu chúng mình lại là bạn tri kỷ sau khi bạn phát hiện ra rằng cả hai ta đều có cùng phong cách giống nhau? Biết đâu đấy! Đây sẽ là một video siêu ngắn về haul gần đây mình mới tậu từ newdress.com. Vì khá là nhiều nên trong này Trang sẽ tóm gọn 5 style chính thôi. Mình sẽ để link tất tần tật những thứ mình có ở phần caption nhé. À, một điều nữa, xin phép không tiết lộ số đo đâu. Dù sao thì giờ các bạn cũng đã được tận mắt chứng kiến quả hồ lô đích thực rồi đây. Quần áo là thứ mình mê thứ hai sau make up. Hình như con gái ai mà chẳng như vậy đúng không nhỉ? Nếu bạn muốn Trang làm thêm video về chủ đề này thì hãy comment nhé. Nếu không thì không cần nói gì đâu, mình sẽ tự hiểu ấy mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bye bye!